Rồi, chúng ta học xong phần xử lý sự kiện này. Thì xử lý sự kiện ấy, chúng ta cũng có một viết một cái hàm, viết tạo hàm và thực thi hàm như bình thường. Nhưng mà khác một cái so với bình thường, đó là chúng ta thực thi hàm từ code HTML. Đó là trong các cái thẻ HTML của chúng ta, thẻ nào cũng sẽ có những cái thuộc tính attribute để hay là property để thực thi một đoạn code JavaScript nào đó. Ví dụ như sau, chúng ta có cái button có thành button đi, đây là click me xếp xuống. Ở trong này chúng ta có cái sự kiện là on click console.log một, ví dụ như này. Click me thì console log 1. Được chưa? Các bạn chạy đi. Chạy lên site đi. Refresh này, click này. Các bạn nhìn cái số 1 nó được tăng dần, số lần hiển thị, số lần được hiển thị ra ngoài không? Được chưa? Tức là sự kiện khi on là khi được click thì sẽ chạy cái đoạn lệnh là console log 1 ở đây. Được chưa? Thì đây là cái thuộc tính bắt một cái sự kiện nào đấy xảy ra trên một thẻ HTML. Được chưa? Và cái đoạn string ở phía sau này nó có khả năng thực thi một dòng lệnh JavaScript nào đó. Được chưa? Thì hàm ví dụ như sau, hàm của chúng ta đó là chúng ta có một cái sự kiện là count event, sự kiện đếm. Thì trước khi vào hàm count tôi có một cái biến var là count bằng 0 count event, thì mỗi một lần hàm này thực hiện thì tôi sẽ có cái count cộng cộng lên và tiến hành là console.log cái biến count về ra. Bây giờ copy cái count event này vứt vào đây. Được chưa? Chúng ta refresh. Được chưa? Bởi vì lý do ở trong cái on click này, chúng ta không thể nào mà viết quá dài được, đúng không? Không viết thể viết được một tập hợp khoảng chục dòng JavaScript trong này được. Cho nên chúng ta phải gói tất cả một chục dòng đấy vào trong một cái hàm. Sau đó khi mà cái sự kiện nào đấy xảy ra cho cái thẻ của chúng ta thì chúng ta gọi cái hàm kia phát là xong. Được chưa? Thì đấy là cái kết hợp giữa hàm trong JavaScript và thuộc tính sự kiện ở trong HTML. Được chưa? Đấy là về cách chúng ta sẽ gọi một hàm JavaScript hay thực thi một đoạn JavaScript từ code HTML cho một sự kiện xảy ra trong cái thẻ của chúng ta. Có nào thắc mắc gì không? Thắc mắc thì thắc mắc luôn nha. Hả? Không nghe thì tôi bị điếc. Kích đúp chuột vào biểu tượng nó tăng, kích hai lần thì đấy on db click. Được chưa? Rồi yên tâm là tôi kiểu gì tôi bắt các bạn, tôi cũng hành các bạn tìm hiểu bây giờ đây,
nên không chạy đâu. Tiếp theo này, bây giờ cứ hai bàn, ta xem bàn là một này có đủ nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok đủ 6. Cứ hai bàn tìm hiểu cho tôi một sự kiện như này. Các bạn vào có thể search là HTML event attribute. Nó có một trang VGS Basketball này. HTML event attribute. Thì cứ đánh số hai bàn đầu là số 1, hai bàn sau là số 2, hai bàn sau là số 3. Cho đến hết là số 6, được chưa? Thì để xem nó có mấy cái nào. Một on đây 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 các bạn, các của các nhóm ghi vào nhá. 15 gì, còn 1 tỷ thứ ở dưới. 15 gì mà 15? À đây nhá, nhóm 1 này. Nhóm 1. Tìm hiểu tôi về on load. On resize. Ghi vào. Tổ chức tự chỉ định một thư ký ghi vào. Thứ nhất là on load, sự kiện on load. Sự kiện on resize. Sự kiện on blur, on train. On focus. On select và on submit. On blur, on train, on focus, on select, on submit. Những cái nào hay dùng thì tôi sẽ bắt các bạn tìm hiểu. Được chưa? Xong chưa? Nhóm 1 xong chưa? Nhóm 2. Tìm hiểu tôi toàn bộ key event. Key event nhóm này có 3 người. Tiếp theo là on click và on double click, on mouse down, on mouse move. Được chưa? Nhóm 2 xong chưa? Nhóm 2 đâu rồi? Xong chưa? 3 cái này, 1, 2, 3, 4 cái nữa. Được chưa? Nhóm tiếp theo, nhóm 3 này. Tìm hiểu cho tôi on mouse out, mouse over, mouse up, mouse well. On well nữa. Được chưa? Nhóm 3 xong chưa? Rồi. Wrap này thì chưa cần. Nhóm 3 thêm cho tôi cái on scroll nữa. On scroll. Nhóm 4. Nhóm 4 thì sẽ có các cái thuộc tính là coi nào. On can play. On pause, on place, on playing, on progress. Được chưa? Vâng ạ. Nhóm cô ấy ạ. Ghi vào. Đấy, cứ như người giỏi ấy. On can play này. Cái này là sự kiện cho media. Thì đọc kỹ vào nó sao cho những cái thẻ nào, xảy ra khi nào, ví dụ như nào. On can play này. On pause, on play. On playing, on progress. On waiting. Đấy là nhóm các bạn. Ủa sao đã hết rồi trời. Rồi từ từ. Làm sao mà đã hết nhỉ? Nhóm 5. Yên tâm tôi lại đảo lại mà. On nhóm 5. Tìm hiểu tôi tiếp về keyboard event. Nhóm 5 nhá. Là 4 ông ấy. Được chưa? 4 bạn ngồi dưới đấy. Tìm hiểu tôi về keyboard event. Lấy ví dụ. Và nhóm các bạn tôi chỉ cần hỏi một cái này thôi, các bạn phải trả lời được hết cho tôi. Được chưa? Và phải lấy ví dụ được. Nhóm 6. Tìm hiểu tôi về mouse event. Toàn bộ.
mouse event. Đây, on click, double click, mouse down, mouse move, mouse out, mouse over, mouse up, on where. Nhá, nhóm 6 nhá. Các bạn có thời gian từ giờ cho đến 8 giờ 15. Tất nhiên là phải lấy ví dụ được. Tới tìm view của máy các bạn. Để xem ví dụ. Số, từ quốc gia. Có gì nữa? Thế nào mà thì trang xếp cho tiếng Việt thì điều hồn. Cứ 10.000 một phát khi mà dùng tiếng Việt. Bắt buộc phải học tiếng Anh nhưng không ngờ sinh viên của tôi đi làm khá nhanh một phần. Thấy chúng nó không hỏi, toàn hỏi tiếng Anh 6 quá đi về luôn. Chia nhau ra mà là 4 người mà sao đây thì hai con trai hai cái hai con gái một cái hai trái rồi tôi lấy ví dụ là 6 cái làm nào là Thank you.
media khó nhất. Không hiểu cũng phải hiểu.
Xong rồi, hết giờ rồi. Nào, bắt đầu sờ mò từ đầu. Onload là như nào nào? Onload hay dùng cái thẻ?
mít. Rồi. Rồi, ok, được rồi. Biết onload này hay dùng với cái gì không? Để dùng thực hiện những cái nhiệm vụ gì? Cái này cực kỳ quan trọng đấy. On thẻo cái sự kiện onload này rất là quan trọng luôn. Ừ thì ai chẳng biết thế. Biết như nào? Tiếp nào, Dũng nào? Ừ. Thông tin onload. Thông báo các cái lỗi mình quên nhé. Quên gì? Ví dụ như trong app đăng nhập liên truyền. Không. Là sai. Khi mình cái phong nó đang còn cái bát này không liên quan. Sai hết rồi. Đúng, các bạn nói đúng. Thẻ onload là thẻ sẽ được cái sự kiện sẽ được xảy ra. Tức là cái đoạn JavaScript sẽ được chạy sau khi toàn bộ trang HTML của mình sẽ được tải về hết, đúng không? Thì đấy là thẻ onload. À, cái thuộc tính onload. Nhưng mà nó dùng để làm cái gì? Thì nó dùng tác dụng như sau. Lưu ý cho tôi. Cái thứ nhất, như là ngay từ buổi đầu tôi dạy đấy, là JavaScript nó load ra nó sẽ chạy luôn, đúng không? Khi mà được viết ra nó sẽ chạy luôn, đúng không? Như vậy thì nếu mà code như này đây là HTML. Đây là đoạn 1. Đây là đoạn 1 HTML. Ở đây cũng đoạn script. Sau ở đây là đoạn 2. Được chưa? Nhưng mà JavaScript của chúng ta ở cái đoạn ở đây nó chạy nhưng mà nó cần một cái thẻ HTML nào đấy ở đoạn 2 để nó thực thi một việc nào đấy. Ví dụ khi hiển thị text hoặc là xóa một key mình đi chẳng hạn. Đúng không? Thì ngay khi cái trang HTML của chúng ta load ra đến đây, nó chạy cái đoạn JavaScript này thì nó ngay lập tức nó tìm đến cái thẻ nào đấy ở đoạn 2 nhưng mà ở đoạn 2 chưa được load ra. Như vậy thì nó không thể tìm được cái thẻ mà nó cần để sửa text hoặc là để nó tiến hành xóa cái thẻ đấy đi khỏi HTML. Đúng không? Tức là code JavaScript, code JS sẽ chạy trước khi là cái code HTML mà nó cần sử dụng đến được tải ra. Thì như vậy nó không có tài nguyên để chạy. Đúng không? Không có tài nguyên để chạy thì xin ra lỗi. Undefined. Đúng không? Test thử phát linh này. Đây. Đây nhá. Đây đúng không? Chúng ta có một thẻ là thẻ đây một đoạn script. Một đoạn script ở đây tôi sẽ có là tôi đặt cho thằng này một cái ID bằng btn ví dụ thế. Chúng ta sẽ có đoạn JavaScript như sau là function trên btn text như này chẳng hạn. Đây là text. Chúng ta sẽ có là document.getElementById tên là btn chấm inner text bằng text kia và chúng ta sẽ thực thi cái hàm này bằng cách là chain btn text. Đây là thiện th như thế này, chạy không? Đây là nó cần tìm đến cái thẻ button có id là btn này, đổi text của đoạn của cái element đấy thành thiện th. Chạy không? Chạy ra được. Này. Cannot set property in a text of null. Tức là tại cái thời điểm, các bạn lưu ý tại cái thời điểm nó thực thi cái câu lệnh là tìm đến cái element trên màn hình có id là btn và thay đổi text của nó thì nó cái thẻ button này chưa được load ra. Cho nên sẽ bị lỗi. Được chưa? Thế bây giờ mình phải copy cái đoạn này. Để đảm bảo cho cái trang của chúng ta không có vấn đề gì cả. Chúng ta ở cái body này chúng ta có sự kiện là onload. Thấy không? Thẻ này ban đầu cái ID, cái text của nó là phải là click me chứ.
đúng không? Nhưng ở đây nó là thiện TH, được chưa? Đã hiểu vấn đề chưa? Đấy là cái tác dụng của onload. Nó sẽ đảm bảo cho cái trang của chúng ta JavaScript sẽ được chạy cuối cùng khi mà tất cả các element được tải ra rồi. Được chưa nhỉ? Cái thuộc tính onload là một trong những cái thuộc tính quan trọng nhất của JavaScript. HTML event. Còn nào thắc mắc gì về cái onload không? Tiếp theo onresize. Vẫn nhóm 1. Onresize, ai tìm hiểu phần này? Onresize là khi mình thay đổi kích thước màn hình thì nó hiển thị của cái trong các cái hình ảnh thì nó sẽ hiển thị. Cái này dùng để làm gì? Ai chẳng biết tác dụng của nó dùng để làm gì? Nghĩ sơ sơ đã có 1 tỷ thứ để dùng. Nghĩ sơ sơ đã có 1 tỷ thứ để dùng rồi. Ngày xưa khi mà chưa có responsive thì onresize này nó có thể giúp chúng ta sắp xếp lại các cái element trên màn hình, thay đổi các cái thuộc tính của CSS trên màn hình. Đấy là một cái. Cái thứ hai, khi mà chúng ta co nhỏ màn hình hoặc là kéo rộng màn hình ra đến một cái mức độ nào đấy thì JavaScript nó sẽ có thể khởi chạy được. Và khi mà màn hình nhỏ quá thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang cái m.trang, m.vnexpress.vn .net chẳng hạn, đúng không? Đẩy sang một cái domain khác để phục vụ cho cái màn hình giao diện là nhỏ. Thì đấy là cái tác dụng của onresize. Được chưa? Bên cạnh đấy, ví dụ như các bạn đã bao giờ nhìn thấy cái map ở trên web chưa? Nhìn thấy rồi đúng không? Thì khi mà màn hình chúng ta nhỏ vào thì cần phải yêu cầu là cái map đấy nó được zoom to một chút để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, đúng không? Thì cái onresize có thể làm được việc đấy. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của onresize. Còn gì nữa nhỉ? Tiếp theo nhóm này còn có form đúng không? Onblur là gì? Onblur là gì? Thì đây. Đó, ok. Đây nha. Chúng ta có như sau. Một thẻ input time text. Đây là thẻ H2. ID bằng target. Được chưa? Đây chúng ta có on blur. On blur thì chúng ta sẽ thực hiện cái đoạn script ở đây. Cái hàm của chúng ta là blur function, blur event. Thì chúng ta có thể côn cái này, truyền this vào. Biết this là cái gì không? This là chính cái thẻ này, chính cái thẻ input này, truyền cái trạng thái của nó chuyển sang dạng JavaScript vào trong cái hàm này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là document.getElementById.target, tức là lấy cái thẻ H2 này đúng không? .inner text bằng e.target.value. Xem nhá. Đây đúng không? Ôi giời lỗi. Để tôi coi xem là nhầm đây. Thấy không? Nhìn chưa? Cái gì chưa? Đây này, thằng này thay đổi này. Khi mà chúng ta không, đây là sự kiện focus này.
Khi mà con trỏ nhấp nháy vào thì đây là sự kiện focus này. On blur là ngược lại của sự kiện focus, tức là focus out, là không còn focus ở trên này nữa thì sẽ được thực thi một đoạn code JavaScript nào đấy. Được chưa? Đấy là cái on blur. Cái thằng này có thể là thực hiện để làm gì? Thường thường người ta hay dùng để thực hiện validate một cái field, một cái thẻ nào đấy mà khi mà người ta nhập dữ liệu vào. Được chưa? Đó, đấy là tác dụng của nó. Validate ví dụ như kiểu là chúng ta khi mà đăng ký tài khoản ấy. Có nhớ không nhỉ? Khi đăng ký tài khoản thì khi chúng ta gõ code vào nó chưa validate. Khi chúng ta focus out ra ngoài thì nó sẽ gửi một, nó sẽ kiểm tra trong hệ thống, trong toàn bộ hệ thống của chúng ta xem đã có tên cái tài khoản hay chưa. Nếu có tên tài khoản rồi thì không cho submit lên và hiển thị lỗi ở ngay phía dưới. Đấy là cái tác dụng của on blur. Tiếp tục đến thằng khác nào. On chain. Thật không? Sai bét. À, bạn nữ ngồi cạnh Dũng nào. Sự kiện này là như nào? Còn nhóm nào tìm hiểu qua cái on-chain này chưa? Khi nào thì giá trị thay đổi? Thẻ select khi mà chọn một cái giá trị khác, chọn một option khác thì giá trị sẽ của thẻ select sẽ được thay đổi. Input thì khi nào thay đổi? Khi nào? Thử nhá. Tôi rửa on blur này thành on chain. Như này, ý của bạn là như này đúng không? Đó. Chẳng liên quan, thích set value gì? Đấy. T và H. Lấy ra như nào? Tinh. Sai. Cái này á, nếu mà dịch ra thì đúng là các bạn nói đúng, là khi mà chúng ta thay đổi giá trị của một cái thẻ input, thẻ select nào đấy, hoặc thẻ take area nào đấy, khi mà nó đã được thay đổi giá trị hẳn rồi thì nó sẽ thực hiện cái sự kiện này. Được chưa? Nhưng mà khi nào là chúng nó thay đổi? Với thẻ, với mỗi loại thẻ nó có một cách thay đổi khác nhau tại một thời điểm khác nhau. Ví dụ như là ở trong thẻ select, thẻ input dạng text như này thì giá trị của nó thực sự thay đổi khi nó focus out ra khỏi cái thẻ đang được sửa code, sửa chữ đây. Được chưa? Tại thời điểm này là giá trị của nó đã được fix vào đây rồi, nó đã được thay đổi rồi thì nó sẽ chạy sự kiện. Được chưa? Với thẻ select thì dễ dàng hơn. Với thẻ select thì dễ dàng hơn. Tôi sẽ có một cái thẻ select ở đây. Thẻ select này. Option value là 1. Đây là Việt Nam. Ai là Campuchia. Rồi. Đây tôi sẽ set sự kiện là on chain. On chain thì nó sẽ có truyền vào đây là select function, function select chain. Đúng, khi giá trị không còn thay đổi nữa, giá trị cuối cùng chúng ta sẽ có là console.log vào đây là e.value. Đây, Việt Nam đúng không? Thấy không? Với select thì nó dễ hơn rất là nhiều. Được chưa? Khi mà chúng ta chuyển chọn sang một cái giá trị khác thì thằng select này sẽ thay đổi giá trị. Được chưa nhỉ? Cái này nó còn dùng cho thẻ, thường dùng cho những cái thẻ mà thẻ input type bằng checkbox.
khi mà kích vào và không kích nữa thì nó cũng thay đổi, sự kiện này cũng được thay đổi. Thế nhỉ, đây là cái on chain, lưu ý cho tôi. Cái tiếp theo, on focus. Nó sẽ chạy sự kiện. Thế khi nào là key focus? Tôi không kích chuột và tôi vẫn focus được nó thì sao? Có chứ, tab. Kích được một cái xong rồi tab. Trong form của chúng ta có rất là nhiều input, input field. Tôi cứ tab dần thì tab đến đâu thì cái thẻ đấy sẽ được on, sẽ được focus. Được chưa? Lưu ý. Rồi đúng không? Tiếp theo là on select. On select là như nào? Không biết à? Đúng rồi, khi mà quét chuột qua. Đây. Đấy. Được chưa? Khi chúng ta quét chuột qua một cái đoạn nào đấy, đây gọi là select. Thấy không? Đây gọi là select. Quét chuột qua một đoạn text nào đấy thì đấy nó sẽ là on select. On submit. Không hẳn là bấm submit đâu nhá. Đúng rồi. Khi chúng ta gửi dữ liệu từ một form đi thì sự kiện này sẽ chạy. Sự kiện này sẽ được thực thi. Bất biết là submit bằng JavaScript, chúng ta hoàn toàn là submit form bằng JavaScript hoặc là submit form bằng button hoặc submit form bằng input type submit. Rất nhiều cách. Rồi ok, xong nhóm 1. Nhóm 2 và nhóm 5 là on key down. Là khi nào? Key down. Thế on key up. Liên truyền. Key up, key down, key press. À, khi nào? Ba thằng này thì chúng ta khi mà dùng á, thì chúng ta sẽ thấy nó giống y hệt nhau, chả khác mẹ gì cả. Cách như nào? Cách như nào? Liên truyền. Nào nào, nhóm 3 nào, nhóm 2 nào. Nhóm đấy ai tìm hiểu cái thằng on key down? Trả lời đi. Ừ. Ừ. Cứ nói đi, bình tĩnh. Khi nhập vào á, ừ, và nó sẽ xác nhận thì sau đấy nó mới hiện lên. Ừ. Còn khi up thì là nó sẽ hiện lên luôn và sau đó nó xác nhận. Hiện lên luôn. Mình đã nhập nó vào trong cái ổ đấy. Ừ. Chẳng hiểu gì cả. Thế khi nào là khi nó xác nhận? Thế nếu mà ấn không phải số thì sao? Thì cái email nó vẫn giải được việc bằng key press, nó không giải cái gì. Rồi, đúng. Nhưng mà khi nào, nó đang hỏi là khi nào nó được thực thi? Khi chúng ta ấn một phím xuống, ấn một cái phím này này. Tại thời điểm mà chúng ta dí xuống là nó đã nhận rồi. Có thể nó xảy ra trước cả khi mà máy tính nó nhận cái sự kiện, nhận cái giá trị đó. Đúng không? Và tại những cái thời điểm đấy nó sẽ có một cái ký tự gọi là cái khái niệm, gọi là cái thuộc tính gọi là cái key code. Được chưa? Thì đấy là khi mà chúng ta dí cái phím xuống là nhận. Và cái key down này nó ăn đúng như bạn nói ấy,
key down là ăn cho tất cả các phím. Được chưa? Đúng rồi. Còn key press là chỉ nhận những cái phím có giá trị thôi. Ví dụ như phím F1 đến F12 là nó không nhận thì key press. Còn key down là nhận. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là key up. Key up là khi chúng ta thả phím ra thì nó sẽ thực thi. Đấy là cái sự khác nhau của ba thằng này. Tiếp theo on click, on double click thì hai thằng này khác nhau cái gì? On double click khác nhau gì? Bạn. Như nào là double như nào là double click? Hả? Như nào gọi là click đúp chuột? Hai lần liên tiếp tức là hai lần chuột phải liên tiếp hay hai lần chuột trái liên tiếp hay là cả hai cùng một lúc? Đừng nói chuyện với tôi là nói chung là với lại chắc là. Tìm hiểu đi. Giờ không phải là lúc để chắc là. Nào, thì nào? Test đi. Double click. Test đi các bạn, test đi, chuột của tôi thì không dùng được cái double click này. Chỉ dùng được cái ấy thôi. Đây. Hai lần, chuột phải hai lần. Chuột phải hai lần thì không ra cái gì cả. Nhá. Yeah. Cả hai lần, cả hai cái cùng một lần thì tôi không làm được. Pass của tôi không làm được. Cả hai chuột một lần cũng không chạy. Tức là chỉ có sự kiện xảy ra khi chúng ta kích chuột trái hai lần liên tiếp. Được chưa? Thì nó sẽ chạy, đấy là cái double click. Đấy, học thì phải học, phải test đi chứ các bạn học cứ lơ mơ thì chết. Tiếp theo, mouse down. Mouse down. Cái gì mà kích chuột vào đấy thì nó thay đổi màu. Tôi không thích thay đổi màu mà tôi thích thay đổi chữ được không? Dí chuột à? Dí chuột là như nào? Ấn chuột trái, chuột phải hay chuột giữa? Chuột phải có được không? Khổ lắm. Rất là vất vả. Đây chuột trái này. Chuột phải này, ở đây, chuột phải này. Tôi không có chuột giữa. Refresh lại. Đây thì bấm chuột phải cho mà xem. Chả được. Không quay, không chạy được. Đấy chưa? Đây là mouse down. Đây nó chuyển sang màu, nó chuyển sang màu gì đây? On mouse down thì chạy cái hàm mouse down rồi, đúng không? Chữ chuyển sang màu đỏ là khi mà chuột ấn xuống và giữ thì sẽ thực thi. Nhả ra. Mouse up thì là chữ sẽ chuyển sang màu xanh, đúng không? Được chưa nhỉ? Nhưng các bạn test cho tôi xem là giữ cái chuột phải nó có được không? Và giữ cái chuột giữa nó có được không? Nhá, rồi. Đấy. Để phải test đi. Mouse down và mouse up. Mouse up thì dễ rồi, đúng không? Tiếp theo đến mouse move của nhóm 4 của các ông ấy. À, nhóm 3, nhóm dưới cùng. Mouse move. Thế nào? Ấy ấy cái gì? Dê với lại cụ gì? Không có dê cụ gì ở đây cả. Giải thích cụ thể ra. Cái gì vậy?
Di chuyển là cái di chuyển cái gì? Con chuột nó đi cùng với cái gì? Ừ. Khi mà con trỏ chuột đi vào cái vùng phủ của một cái thẻ, mà cái thẻ đấy có sự kiện là mouse move, thì nó sẽ thực thi sự kiện này. Được chưa? Khổ lắm. Mouse out là nó khi mà con chuột đang ở trong phạm vi của thẻ kéo ra phía ngoài thì sự kiện này cũng sẽ được khởi chạy. Được chưa? Đấy là mouse out và mouse move và mouse out. Thế còn mouse over thì nhỉ? Bây giờ thì còn cãi nhau. Mouse over đâu rồi, nhóm 4 đâu rồi? Rồi, mouse over là mouse move và mouse over. Hai thằng này khá giống nhau đúng không? Không giống nhau đâu. Nó bản chất của nó là không giống nhau đâu. Khác đấy nhá. Đây này. Thực thi khi con trỏ chuột di chuyển. Di chuyển nhá. Di chuyển nó mới chạy. Không di chuyển nó không chạy đâu. Còn con này là thực thi khi con trỏ chuột có mặt ở trên, ở phía trên của thẻ. Được chưa? Cái hai này sự kiện cái thời điểm nó xảy ra khác nhau ấy. Mouse up thì rồi. On small well, cái này bỏ qua, cái này là sẽ sắp sửa sẽ bị loại bỏ. On well. Và như nào? Đi nào. À, nói to lên thế nào? Cái gì mà bánh xe với con chó nó gì vậy? Rồi, khi cái chuột giữa nó lăn thì cái này là sự kiện mới. Chứ còn ngày xưa thì làm gì có con chó, con chuột giữa đâu. Ngày xưa còn dùng chuột Mitsumi, chuột bi thì đào đâu rồi mà lăn. Đấy nhỉ? Drag event, event, drag event. Thì cái này chúng ta nào thôi tập trung đây nào. Cái drag event này tôi chỉ nói qua thôi. Đây drag. Đây drag me này. Thấy chưa? Đây là drag. Nhấp từ bên này sang bên kia. Thấy chưa? Cái này ứng dụng của nó tương đối nhiều. Tương đối nhiều. Ví dụ như chúng ta sắp xếp thứ tự. Nó sẽ có khi cần thiết khi mà chúng ta sắp xếp thứ tự danh mục chẳng hạn. Danh mục nào là cha, danh mục nào là con. Chúng ta có thể cầm kéo thả cho nó nhanh. Được chưa? Đấy là một. Cái thứ hai là khi mà chúng ta, các bạn có biết cái trò chơi, cái trò chơi cho bọn trẻ con không? Nó có cái trò mà hình tròn, rồi hình ngôi sao, rồi hình vuông ấy. Cầm nhấc cái hình thả những cái lỗ ấy, đúng không? Chúng ta có thể mô phỏng được những cái trò chơi đấy ở trên web. Đó là cho trẻ con nó chơi, nhưng mà nó có thể là cầm con, nó dùng con chuột nó kích vào, nó giữ, nó kéo từ bên này sang một cái ô tương ứng, nó thả xuống. Thì là cái ô nó sẽ được phin màu. Và cái nó đang cầm ấy, thì nó sẽ được biến mất. Thì đấy là cái chúng ta mô phỏng lại những cái trò chơi ở trên web. Thì chúng ta có thể giữ được cái thằng con drag này, drag và drop này. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, như kiểu chê lô ấy. Tiếp theo. Đây, đến media nhóm 5. Nào. Giải thích như thế nào? Siêu nhân. Media là thành phần khá là khoai. Nào. Lưu ý trước khi làm thì đọc đi. Có đọc cái này không? Có đọc không? Đấy.
có đọc đâu, cái đầu tiên bao giờ, cái sau tiêu đề bao giờ nó là cái tổng kết trước. Yeah. Nó chỉ dùng cho các cái thẻ audio, embed, IMG, object, video thôi, không dùng những cái thẻ khác. Bây giờ tôi mang cái on can play này vào thẻ input có được không? Đấy, phải đọc, nó có đã có giới hạn thì chúng ta phải đọc đi, chứ không phải là cứ hỏi phát là can play là khi mà cái tài nguyên của chúng ta đã tải về xong chúng ta có thể chơi, có thể chạy được. Được chưa? Lưu ý, đây là khi mà chúng ta đọc tài liệu. Thì ok rồi, cái can play là chúng ta có thể gọi cái hàm này khi mà cái tài nguyên của chúng ta đã được tải về máy. Xong. On pause. Và như nào? Nói to lên nào. Tạm dừng bởi người dùng hoặc lập trình là ra. Thấy không? Thấy không? Ai bảo là chạy hết thì nó sẽ tự dừng. Tôi để là auto looping thì nó sẽ tự động chạy hết xong nó lại vòng nữa. Lại bình thường. Tức là không hết cây đúng không? Rồi, on pause là khi chúng ta sử dụng JavaScript hoặc là chúng ta sử dụng tự mình dừng cái video hoặc dừng cái audio lại thì sẽ có một cái sự kiện có thể chạy được. Ở đây. Cái này ứng dụng như thế nào? Các bạn có bao giờ xem phim ở những cái trang xem phim không? Ví dụ phim mới này, phim bất hủ các thứ các kiểu bây giờ đang nổi. Nhá. Thì chúng ta có để ý là khi mà chúng ta hôm nay chúng ta xem, chúng ta đang xem đến nửa bộ phim. Xong hôm sau lại vào đúng cái trang đấy thì nó load đúng từ cái nửa bộ phim đấy đi tiếp tục không? Nó làm cách nào? Khi mà chúng ta dừng cái video lại thì nó sẽ chạy một sự kiện, nó lưu cái thời điểm chúng ta dừng lại và nó sẽ đi kèm theo cái IP của máy của chúng ta lưu xuống cơ sở dữ liệu. Lần sau khi chúng ta vẫn vào cái mạng đấy và vẫn vào bằng cái máy đấy, trình duyệt đấy, vào cái trang xem phim thì nó sẽ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu xem có cái IP này không, đang xem phim gì, dừng lại ở thời điểm bao nhiêu, thì nó sẽ tua cái phim đến đúng cái thời điểm đấy và chạy tiếp cho các bạn. Được chưa? Đấy là cái tác động của thằng on pause. Hoặc khi mà chúng ta khi mà xem phim ở ngày xưa tôi hay xem phim ở cái gì nhỉ, HD cái gì gì ấy, HD online ấy, thì là khi mà chúng ta dừng phim tự động nó bật đã cái quảng cáo lên, đúng không? Thì đấy là một trong những cái ứng dụng của on pause. Tiếp theo on play, sao nữa, khi nào là khi bắt đầu phát? Thế đang pause quay lại play có chạy không? Mình chạy. Thế xong rồi. Mình đang quay. Thế thua. Rồi. On playing. Cái gì? Cái gì đã sẵn sàng khi mà tạm dừng? Thì bắt đầu khi nó tạm dừng. Khi mình dừng rồi thì liên thuyền. Khi video hoặc audio nó đang được trình chiếu hoặc đang được chạy thì cái sự kiện này nó sẽ được thực thi. Bây giờ đã test chưa? Test rồi, giống như kia này. Thời điểm nó khác nhau đấy. Thằng này chạy sau cái on play. Ông thử đi. Cho thấy mấy lần đấy. Chơi nha. Kích vào cái nó chạy. Chạy thằng nào trước, chạy thằng nào sau? Hai cái ví dụ là mình loát trong network play là chạy thằng nào trước, chạy thằng nào sau. Đưa máy đi xem nào. Play chạy trước à? Đấy.
Thế không phải là khác nhau không? Thằng chạy trước, thằng chạy sau đã là khác nhau rồi, thời điểm khác nhau. Rồi, tiếp tục. On progress. Là sao? Nó làm gì? Trước khi, tức khi là khi mà video đang được tải xuống từ server. Rồi, ok. Rồi. On waiting. Phát xong rồi ấy hả? Đó. Script to be run when the media has paused but expected to resume. Là sao? Đây là khi nó sẽ xảy ra trường hợp là khi mà cái phim hoặc là cái file media của chúng ta, file nhạc của chúng ta được dừng, nhưng mà sẽ có thể được chạy tiếp. Cái này nó sẽ xảy ra khi mà mạng chậm quá. Ông mạng chậm quá. Thì giờ mạng chậm, cái này nó khác với chủ động pau. Cái này pau là thuộc dạng là pau bị động, bởi vì chúng nó không có tài nguyên để nó chạy tiếp. Ví dụ như kiểu là mạng miền núi như ở đây, chúng ta chạy một cái video YouTube thì nó mới chạy được khoảng 5 giây thì nó không chạy nữa, đúng không? Thì tại cái thời điểm 5 giây nó dừng đấy thì là cái sự kiện on waiting nó sẽ được thực thi. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau. Hết rồi. Miss event on show on toggle. Cái này có ai tìm hiểu nhỉ? Thế luôn. Right click. Đấy. On show menu. À, cái này thuộc về context menu. Đây context menu thôi, on toggle user open a flow detail limit drop. Bỏ qua này. Đấy là xong về hết các danh sách các sự kiện hay sử dụng của chúng ta nhá. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Đấy là xong về sự kiện này. Nhớ cho tôi là sự kiện luôn luôn bắt đầu bằng từ on. On, được chưa? Bây giờ tôi sẽ dạy cho chúng ta một cách nữa để bắt một cái sự kiện bằng JavaScript. Ví dụ, tôi muốn bắt tất cả các sự kiện cho thẻ input khi mà nó thay đổi. Tất cả các thẻ input khi mà thay đổi thì tôi đều chạy một sự kiện. Thì ví dụ chúng ta trong cái file trong cái giao diện chúng ta có khoảng 50 cái input, mà tất cả các input đấy tôi muốn bắt sự kiện thay đổi của tất cả các cái thẻ input đấy thì tôi phải làm như này à? On train viết hết cái đoạn này vào 50 thằng à? Đúng không? Sau này tôi chỉ muốn thay đổi ở những cái thẻ input có một cái đặc điểm nào đấy thì tôi phải tìm từng cái một để tôi thay đổi cái sự kiện xảy ra cho chúng nó, đúng không? Thế vậy thì há mồm sửa rất là lâu và thậm chí còn sai sót cơ, đúng không? Thì chúng ta không làm cách đấy. Chúng ta có JavaScript để thực thi như sau. Ví dụ tất cả các thẻ input của chúng ta khi mà có on blur thì chúng ta sẽ đều thực thi một cái gì đấy. Thì chúng ta từ tôi loại bỏ cái này đi đã. Đây. Thì chúng ta sẽ có như sau. Tất cả thẻ input đúng không? Thì là document.getElementByTagName. Tag là tên thẻ là gì? Input. Được chưa? Chấm. Đây tôi sẽ gán cho cái thằng này một va là input array bằng cái này. Được chưa? Sau đây tôi debug xem nó trả về cho tôi cái gì. Rồi chúng ta nhìn input array trả về một cái HTML collection là mảng. Được chưa? Tôi sẽ duplicate thằng này lên một lần nữa. Đâu nhỉ? Đây. Rồi input array là có 0, 1, 2, 3, 4 này. Thấy không? Trả cho chúng ta một cái mảng. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái sự kiện cho tất cả các thẻ input này. Khi mà nó được thay đổi giá trị thì chúng ta tiến hành console log ra cái giá trị của nó. Thì chúng ta có for
và y bằng 0 y nhỏ hơn input arr.len. Và input arr.len chấm event listen tơ nhỉ? Cái nào nhỉ? Chờ tôi tí để tôi không nhớ cái từ chính xác. JavaScript event listener. Được không? Event listener. Rồi ok. Event listener. Ở đây chúng ta có cái tên sự kiện là blur phẩy function sẽ tiến hành là console.log ra cái e.value e.target.value như này. Và chúng ta có thể là bên cạnh đấy thì chúng ta có thể là gọi cái hàm blur event truyền e.target.value vào, truyền e.target vào. Đây là thu thập tất cả các thẻ input có trên màn hình. Được chưa? Sau đó thực hiện vòng for để xét sự kiện cho từng phần tử một. Là khi có sự kiện blur xảy ra, đây là lắng nghe sự kiện này. Đây là hàm lắng nghe sự kiện, là sự kiện blur, thì sẽ thực thi cái hàm này. Cái hàm này gọi là hàm closer. Đấy nhỉ? À đâu, hàm này gọi là hàm callback. Callback tức là hàm sẽ thực thi logic cho một cái sự kiện nào đó xảy ra. Thì đây là gọi là hàm callback. Thì đây là cách chúng ta set cái lắng nghe sự kiện cho một tập hợp các thẻ nào đấy. Thì cái này nó là cái gần như là cái thẻ selector của chúng ta. Được chưa nhỉ? Rồi tôi test nhá. Rồi tôi sẽ đẩy code lên cho chúng ta. Muốn xem gì xem trên đấy. Ồ lỗi bố rồi. Đây là on blur thì vậy. On blur. Oh. Input. Cái này lỗi gì? Event listener is not a function. Để coi nào. À, add event listener. Tôi viết thiếu chữ add. Đây. Rồi, thừa cái gì? Đi cóp mà lại. Không có sự kiện gì xảy ra. Chờ chút. Thấy không? Thế bây giờ tôi test tiếp thằng khác này. Được chưa? Bất kỳ thằng nào thay đổi thì cái sự kiện sẽ được thay đổi theo. Được chưa nhỉ? Test train. Đây, test train. Được log ra. Đấy là cái cách chúng ta sẽ tiến hành là set một cái sự kiện cho một tập hợp các cái thẻ. Còn tập hợp các cái thẻ thì chúng ta làm một cái này. Cái này gọi là DOM. Xác định một DOM hoặc một tập hợp DOM. DOM là Document Object cái gì gì chả nhớ. Model. Document Object Model. Document là tài liệu. Object là một thẻ. Model là đối tượng của chúng ta. Đấy chứ nhỉ? Còn cụ thể với DOM thì tôi sẽ không dạy. DOM thì nó sẽ có các cái giá trị và các thuộc tính cũng như là các sự kiện xảy ra cho DOM. Chúng ta có thể truy cập được vào trong đấy để làm việc. Cách dễ nhất là chúng ta có thể là làm thì giống như tôi vừa rồi, để sau khi xác định được một cái này thì chúng ta đặt debugger. Muốn biết chi tiết thì đặt debugger và tiến hành là input arr đúng không? Vào phần tử đầu tiên. Đây. Đây là một DOM này. Thì nó sẽ có accept key alter line thuộc tính node, rồi thì rất là nhiều thứ try node, rồi thì là các cái thuộc tính khác. Ví dụ như kiểu là default value này. Rồi thì là inner HTML, inner text. Được chưa? Ví dụ tôi muốn thay đổi text có trong thay đổi cái giá trị trong này thì tôi có thể là viết là input arr ở vị trí số 0 chấm value. Đây value bằng Trần Hữu Thiện chẳng hạn.
Các bạn đã nhìn nó được thay đổi, thấy không? Đây là thay đổi giá trị của một đối tượng nào đấy thông qua bằng JavaScript, thông qua cái DOM. DOM tức là một cái thẻ được xác định ở trên HTML. Đấy chứ nhỉ? Phần này nó sẽ rất là khó hiểu. Thế cho nên là tôi sẽ kệ các bạn tự đi mà hiểu. Bởi vì ấy, tôi đã nói rồi, DOM nó chỉ chẳng qua nó là xác định được một cái đối tượng HTML bằng JavaScript thôi, đưa thành một cái biến. Thì đã gọi là đối tượng, nó sẽ có các cái thuộc tính và có các cái hành động, đúng không? Thì ví dụ như kiểu là ở đây tôi sử dụng cái value. Cái value là một thuộc tính của thẻ, đúng không? Đúng không nhỉ? Một thuộc tính của thẻ, tôi thay đổi cái thuộc tính, cái giá trị thuộc tính lên đi thì cái thì cái thẻ thì cái thẻ của chúng ta sẽ được thay đổi cái gì đấy. Ví dụ tôi thay đổi thuộc tính khác nhá. Không chấm value nữa. Bây giờ chấm style. Chấm color bằng màu đỏ chẳng hạn. Thấy chuyển sang màu đỏ chưa? Đấy là chúng ta sử dụng DOM đấy. DOM chẳng qua là một cái đối tượng đấy, nó chính là một cái thẻ HTML của chúng ta. Đấy chứ nhỉ? Còn cái việc add listener này, sau khi chúng ta đã xác định được một cái DOM rồi thì chúng ta sẽ có thể là thêm những cái sự kiện vào cho nó hoặc thực thi một cái sự kiện nào cho nó. Ví dụ ở đây tôi sẽ có là cái gì nhỉ? Đây tôi sẽ có thêm là thằng là đây, ví dụ thẻ này nhá. Cái thẻ đầu tiên này, tôi sẽ có cái sự kiện là on focus. Ok rồi. Thì nó sẽ chạy vào đây. Không được. Chờ tôi tí để tôi nghĩ xem là cái sự kiện gì xảy ra. On click đi. Khi mà click vào thay đổi giá trị thì chúng ta sẽ xem còn cái sự kiện gì. On blur, on click. Tức là như này, nếu đã xác định được một cái element rồi, ARI này rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể là bây giờ nhá, tôi sẽ làm một cái sự kiện là khi mà chúng ta focus vào trong một cái thẻ I, tôi ngay lập tức tôi blur nó đi. Tức là chúng ta không bao giờ thay đổi giá trị của nó, đúng không? Tức là như này, giải thích lại nhá. Khi bây giờ tôi làm cái trò là khi mà chúng ta focus vào đây thì ngay lập tức là tôi blur cái thằng này đi. Tức là không cho nó sửa ở trong những cái thẻ input này nữa, đúng không? Chúng ta có thể làm như sau. Đây là khi mà focus, sự kiện e xảy ra này, tôi ngay lập tức e.onBlur, chẳng biết có chạy được không. Không được rồi. Từ JavaScript trigger blur input chấm blur. Đây chấm blur, không có on. Rồi. À đây thiếu e.target.blur. Đấy. Tôi đố các bạn focus vào được đấy. Thấy chưa? Đây là cái này là cái DOM này. Còn cái e này là cái sự kiện này. Cái e.target tức là cái target, tức là cái đối tượng được xảy ra sự kiện, thì đấy là cái DOM. Được chưa nhỉ? Và cái DOM này nó có thể thực thi một cái hành động. Hành động đây là hành động blur. Được chưa nhỉ? Hành động blur là chúng ta focus out ra. Focus out thì chúng ta làm sao mà sửa được cách ở trong. Đúng chưa? Tôi ở đây tôi vẫn có thể là console log ra cái value của nó. Thấy không? Vẫn console log được cái value nhưng mà chúng ta không thể nào mà sửa được code. Thì đây là chúng ta dùng JavaScript để thay đổi một giá trị hoặc là thực thi một cái hành động nào đấy với cái
thẻ của chúng ta, và cái thẻ này ở trong JavaScript nó sẽ đổi thành một đối tượng gọi là DOM document, cái gì, object model, được chưa nhỉ? Đấy là cái DOM. Tất nhiên cái này khi mà chúng ta làm việc nhiều chúng ta mới quen được, chứ còn nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta cũng chẳng động đến bao giờ cả, được chưa nhỉ? Tôi chỉ dạy các bạn là có thể xác định được một DOM và một tập hợp DOM bằng cách là chúng ta sử dụng document get element by cái gì đấy. Ví dụ tôi muốn sử dụng một cái, muốn tìm lấy một cái DOM bằng bằng dựa vào cái ID của nó, thì chúng ta có ví dụ thẻ H2 và H2 target, thì chúng ta có thể là bằng document, đây là tài liệu chấm get element by ID, đây là ID của nó là target chẳng hạn như này. Được chưa? Thì nó sẽ xác định được cái DOM là DOM thẻ H2, à, cái thẻ nào có cái ID là target ở trên giao diện. Được chưa nhỉ? Tiếp theo có thể xác định được một tập hợp thẻ. Nhớ nhá, class thì sẽ luôn luôn đi với tập hợp thẻ. Còn với ID thì sẽ đi với một thẻ. Một DOM, còn khi mà sử dụng tag name này, class name này, rồi thì là attribute thì nó sẽ đi với một tập hợp. Nó sẽ trả cho chúng ta một cái array. Bởi vì tên thẻ có thể có nhiều mà, còn ID thì thường thường sẽ có một thôi. Class name cũng có thể có nhiều, thì nó sẽ trả cho chúng ta một cái array. Thì với array chúng ta phải sử dụng for. Được chưa nhỉ? Đấy, còn với một thẻ này thì ví dụ thẻ này, tôi sẽ thay đổi text của nó. Ở đây nhá, chúng ta có thẻ H2 target này là dữ liệu ở trống đúng không? Tôi muốn thay đổi giá trị của nó. Thì tôi có thể là sử dụng cái H2 target.inner text. Inner là phía trong, text là chữ, thì chúng ta viết nó là bằng cái gì? T3H PHP 17106, chúng ta xếp xuống. Khi load ra nó sẽ tự động nó chạy luôn. Được chưa? Thẻ H này của chúng ta cơ bản lúc đầu là nó chả có cái gì ở phía trong, nhưng mà bây giờ tôi viết text cho nó, được chưa nhỉ? Viết text cho nó. Bây giờ nếu mà tôi viết vào đây một thẻ nữa là thẻ B thì sao? À, thẻ A thì sao? Có chạy không? Có ra thẻ A không? Nếu mà ra thẻ A thì nó sẽ là màu chữ màu xanh và có gạch chân ở dưới đúng không? Đúng rồi. Đây nó ra thẳng thẻ A luôn. Bởi vì inner text là nó đưa tất cả mọi thứ ở trong cái string này về text và hiển thị ra ngoài. Nếu mà chúng ta muốn hiển thị ra dạng HTML phía trong thì inner ở đây sẽ đổi thành inner HTML. Ủa sao không ra ta? À, thẻ A này chữ href. Href bằng thằng đi. Thấy không? Nó sẽ ra đây là một thẻ A luôn. Thấy chưa nhỉ? Đấy là cái sự khác nhau giữa inner text và inner HTML. Chúng ta, tất nhiên chúng ta chỉ cần hiểu cái này thôi và hiểu cái DOM như nào thôi, chứ còn mấy đến buổi sau tôi sẽ dạy các bạn về jQuery chứ không dùng JavaScript thuần. JavaScript thuần thì nó hơi khó nha các bạn. Cái gì mà SIDA? Cái nào SIDA? Cái gì SIDA? JavaScript thuần thì SIDA hả? Nhập JavaScript thuần thì nó là cha của jQuery của bạn luôn. Và bây giờ gần như là người ta sẽ bắt đầu dần dần loại bỏ jQuery đi. Ai bảo dùng cái khác? Vẫn dùng JavaScript thuần, nhưng mà nó sử dụng một cái chuẩn mới ES6, ES7, thì nó sẽ có nhiều ứng dụng hơn, chứ vẫn là trên cơ sở của JavaScript. Được chưa nhỉ? Đấy, thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhá. Chúng ta hôm nay học chủ yếu là về nhớ là dùng Git. Cái đầu tiên là dùng Git. Bây giờ tôi đẩy code lên thì các bạn chủ động lấy code về máy của các bạn để các bạn xem và các bạn thực hành trên đấy, tạo brand ra. Cái thứ hai là chúng ta học về sự kiện bằng JavaScript, HTML, được chưa? Buổi sau tôi sẽ yêu cầu các bạn là tiến hành dùng JavaScript để tương tác với một cái bảng, dạng bảng. Có thể là chúng ta có một cái danh sách, chúng ta bấm vào cái nút xóa để xóa cái dòng đi, bấm vào thêm một dòng mới bạn, được chưa? Đấy. Và trong buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng jQuery và Bootstrap JS nếu có đủ thời gian. Cái bảng này là ở trong phòng luôn, cái kia
Hả? Cái gì? Mình khi dùng nhiều có thành bảng này. Ừ. Thì là sao có biết cái tầm đây à? Đây à? Này à? Thì để nó là một mảng mà mảng thì không phải là đom. Đúng không? Mỗi một phần tử trong mảng này nó mới là đom. Được chưa? Thì một phần tử thì truy cập từ đầu đến cuối thì là y còn gì nữa. Đúng không? Chạy từng phần tử một. Đây là vòng for y mà. Đây là vòng for chạy nhiều đúng không? Ừ. Có cớt nào? Cái này à? Cái này nhá. Thêm sự kiện, nó sẽ lắng nghe sự kiện cho cái element, cho cái DOM, được chưa? Mỗi khi có một sự kiện focus vào trong thẻ này thì cái đoạn code phía sau này sẽ được thực thi. Mỗi khi, được chưa? Có nghĩa là có thể xảy ra hàng trăm, hàng nghìn lần. Được chưa? Đây là thêm một cái lắng nghe sự kiện. Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta chỉ cần thêm một cái đấy là từ sau chúng ta không phải nó chạy mãi cho đến khi chúng ta thoát khỏi cái này.